trái là trái. Khoan, phải. Quá đủ rồi. Nói cho chúng tôi biết đường nào dẫn đến viên đá rồng đi. Đừng hỏi tôi. Tôi cảm nhận được năng lượng. Nhưng mà ông đã cảm nhận được 12 tiếng rồi. Cô chen vô tôi không tập trung được. Thôi nô ở bên tay trái mà. Nên chúng ta sẽ rẽ trái đi. Leo còn nói bên trái mà. Nếu như chúng ta tính toán được cả mặt trời theo đường nằm ngang và tốc độ của từng viên đá thì... Cậu nói rõ ràng hơn đi. Rõ ràng là trái tim chỉ đến đâu thì nó ở đó. Đúng là như vậy. Sao số phận của hành tinh lại nằm trong tay kẻ ngốc chứ? Xin lỗi, đáng lẽ không nên đùa như vậy. Tôi không điều khiển được nó rồi. Cẩn thận đó. Mọi người bám chắc vào nha. Tôi cảm nhận được viên đá rồng. Tôi không tin đâu. Cái gì đây? Yeah, thần rồng làm được rồi. Cuối cùng cũng thấy đá rồng thật sự. Đúng, đây chính xác là viên đá rồng. Đây là một trong hai nguồn năng lượng duy trì sự cân bằng của vũ trụ này. Còn lại là viên đá thiên hạ. Viên đá rồng chứa sức mạnh của ánh sáng. Tôi là chủ của nó. Commerceras có viên đá thiên hạ và nó chứa đựng sức mạnh của bóng tối. Giai đoạn đầu, chúng tôi tôn trọng sự cân bằng của vũ trụ. Nhưng hòa bình không kéo dài được lâu. Vì Commerceras khao khát thống trị vũ trụ này bằng bóng tối, hắn bắt đầu phá hủy nhiều ánh sáng tới mức sự cân bằng của thế giới bị phá hủy. Tuy nhiên, lúc nào cũng có tia hy vọng. Bậc thầy Dino xuất hiện và gọi sạch viên đá thiên hạ bằng ánh sáng, cũng như khôi phục lại sự cân bằng của vũ trụ này. Nhưng nó đang nằm trong tay của Commerceras. Leo! Quang! Đây là đâu? Phần đáy ở đâu? Chuẩn bị chạy nha. Cánh cửa. Chuyện gì vậy? Mọi người, hay là chúng ta về nhà? Bị khóa rồi. Nhìn kia, có cái gì trên trán cửa bức tượng đá? Cái thằng này chìa khóa đi mở cửa này đó. Leo nghĩ đó là châu báu. Leo, đừng đi. Mình sẽ là người leo lên đó. Linh cảm sống có... Linh cảm sống. Ừ.
nhảy đi, leo. Châu Báu ơi. Leo, tỉnh lại đi. Mặt đất bắt đầu bị nghiêng. Chìa khóa. Cần chìa khóa. Fred, Leo. Miễn hình thôi. Ơi, một chút nữa thôi. Có chuyện gì thì cũng làm việc theo nhóm nha. Được rồi, sẵn sàng. Tiến lên. Tượng đá, ta đến đây. Sừng, đi chết. Làm đi Red. Kìa plasma. Tấn công ngược lại. Tìa khí. Tìa đạn phá trôn. Quay súng lồng Spandau ra. Mỹ Inferno. Phản công hả? Phản công kìa. John, lấy chìa khóa đi. Ok, để mình thử. Again. Dịch lại. Wow, hắn ta mạnh quá. Nếu chúng ta không vượt qua hắn thì không thể đến cửa được. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn có cách mà. Lần cuối, cậu phải tin tôi. Khoan đã, như vậy nguy hiểm lắm. Đừng mà. Sắp thấy sức mạnh thật sự của một thầy Dino rồi. Tiến lên. Dress, làm ngay đi. Kiếm phán âm thanh. Súng lục Pandora. Kiếm plasma. Tấn công ngược lại. Akan. Qua coi đi. Thành công rồi. Yeah. Ủa. Hắn ta khỏe quá. Thì cậu đó, cậu là hy vọng cuối cùng rồi. Yeah.
Đã an toàn rồi. Không dễ dàng nhưng thật sự rất là vui. Không, không thể nào. À, chắc nó là viên đá rồng rồi. Yeah. Về đây, cẩn thận. Cái gì vậy? Cuối cùng cũng xuất hiện bóng ma rồi. Khi những mảnh đá rồng vần tay khắp nơi sẽ tập trung năng lượng để bảo vệ chính nó và tạo ra một hình dạng riêng. Vậy là tất cả những chuyện đã xảy ra cuối cùng cũng có câu trả lời rồi. Như vậy nghĩa là bóng ma và viên đá rồng đều là một phần sức mạnh của thần rồng. Nhưng mà tại sao nó lại tấn công chúng ta? Phải đó, tình huống vừa rồi nguy hiểm quá. Nó chỉ đang muốn thử sức mà thôi. Nó muốn kiểm tra xem cái cậu có xứng đáng sở hữu viên đá rồng hay không. Phải chứng minh cho chúng thấy mới được. Mình tới đây. Anh kiếm lửa. Chiến trắng plasma. Cảm ơn nha Akan. Tiến lên nào Red. Được thôi. Tới lượt bọn tôi. Ngọn lửa quỷ chì. Nhanh cậy nè. Bánh xe lốc xoáy. Lên nào. Được rồi. Nhất kiếm hoàng đi. Vũ xây Inferno. Chúng lục đại phát. Đinh ba cùng lý. Màu kết thúc đi. Hả? Không thể nào. Thì không hiểu nổi sao nó làm được vậy. Mau hợp nhất cấp độ 4 nào. Được, ăn canh, leo. Được rồi. Chương bá bảo cải động. Thân trồng tiến hóa. Đang đô vĩ đại hợp nhất. Đang đô hoàng đế trung tâm vui. Biết bay công nhận có ích thiệt đó. Rồi.
năng lượng này quả thật rất mạnh, giờ chúng ta không di chuyển cánh được. Không thể bay thôi. Nhưng nó chưa biết sức mạnh của chúng ta, phải chứng minh cho nó thấy. Bóng ma kia, bọn ta sẽ không để thua bài kiểm tra của ngươi nữa. Cậu phải cẩn thận đó. Chúng ta phải dùng chút sức lực cuối cùng và kết liễu nó một lần thôi. Một lần sao? Không thành vấn đề. Kết hợp tất cả những tia sáng trong vũ trụ này là một giáp kiếm thiên hà cuối cùng. Đây là sức mạnh của bậc thầy Thái Nô. Có phải viên đá rồng không? Đã đến lúc hồi phục lại ký ức và sức mạnh bị mất rồi. Chúng ta có thể dùng nó đánh bại Commodus. Có phục kích rồi, John, mau vào Treon. Cậu là kẻ săn Dino sao? Sức mạnh thật khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng của ta. Cảm ơn, ta chờ viên đá này lâu lắm rồi. Thần rồng, ông ấy tỉnh ra kìa. Ông có sao không vậy? Là súng bắn điện. Ông nằm yên đi, đừng cử động. Súng bắn điện hả? Là gì vậy? Ken, kẻ săn Dino. Hắn là một kẻ tàn bạo, muốn cướp đi năng lượng Dino. Súng bắn điện là vũ khí dùng để hạ gục các Dino. Tình hình nghiêm trọng rồi. Hắn đã có hai viên đá trong tay. Hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm các viên đá kế tiếp. Chúng ta phải tìm ra hắn trước. Tiếp theo là nơi nào? Chờ đã, John đâu rồi? Phải làm sao đây? John! May quá, cậu không sao thì tốt rồi. Mình sẽ tới cứu cậu. Cứ trốn vào đó đi nha. Hey Red. Red, cậu đang làm gì vậy? Như vậy John sẽ càng gặp nguy hiểm hơn đó. Này John. Nè Leo. Ngươi đây rồi John. John đang gặp nguy, chúng ta phải nhanh lên nào. Ở phía bắc, phải hết sức cẩn thận nha. John, cậu phải cố lên. Có phải ngươi cũng là bậc thầy Dino không hả John? Không đâu, tôi chỉ là John thôi. Tôi là một cậu nhóc. Vậy thì ta rất vui được gặp ngươi, John à.
Red. Tốt hơn thì nên cầu xin thượng đế đi thằng nhóc. Tên bậc thầy Dino yếu đuối của bạn người không cứu được người đâu. Bậc thầy Dino Red không hề yếu đuối đâu. Một người hy sinh bản thân để mà cứu người khác như Red bạn tôi thì không thể yếu đuối được, không bao giờ. Các bạn của tôi sẽ tới đây cứu từng ai thôi. Hãy đợi đó. Lời trăn trối cảm động quá đi ha. Vậy thương robot sao? John! Mau tránh ra đi. Tới lúc ra tay rồi. Chuyện trong chớp mắt. Anh ta đánh bại nó rồi. Tập 7, rượt đuổi cùng Ken. Hắn ta là ai vậy? Sức mạnh khủng khiếp quá. Ôi, quá tuyệt vời. Đánh bại nô lệ Dino chỉ với một cú thôi sao? Có chân. Cẩn thận đó, Red. Con quái thú này điên thiệt rồi. Chúng ta phải đánh bại nó và sau đó đánh lại viên đá rồng. Ừ, được thôi, tiến lên nào. Chuông báo khải thần. Được rồi, tôi cũng sẽ biến hình. Nè, có chuyện gì vậy? Tôi không biến hình được. Nè, cái vẻ như là sức bắn điện của Can đang rút năng lượng của thần rồng cho nên không biến hình được. Ông đừng lo thần rồng, ba người bọn tôi có thể làm được. Cùng tiến lên, núi lửa rừng cháy. Citron, tôi đợi. Bánh xe lắp xoáy. Sao hả? Đây mới đúng là bậc thầy Dino. Đừng vội mừng cậu chủ. Leo sẽ cứu cậu chủ ngay thôi. Khi dẫn lớp mò. Anh năng lượng khiên trắng rồi đang mất rất nhanh. Hả? Không thể như vậy được. Khiên trắng mất rồi. Đó là viên đá rồng. Chỉ cần sở hữu nó, lập tức sức mạnh của nó sẽ tăng gấp bội. Wow, cú đấm đã ấn tượng thiệt. Tôi nghĩ chúng ta không thể chiến đấu riêng lẻ được. Mau hợp nhất thôi. Được thôi. Yeah. Sao biến hình?
Ôi, chắc nữa thầy tiêu đài rồi. Hả? Thấy chưa? Đó nè, kẻ thù cô. Kẻ. Mau đỡ lấy nè. Giác kiếm còn đi. Ở đây nè, con khỉ ngu ngốc. Hú hú hú. Ở đây nữa. Súng lục bắn trong ra. Nè Leo, mình đã phải mục tiêu của cậu. Xin lỗi cậu chủ. Có chân. Leo, được rồi. Lần này để Leo cho hắn nếm mùi súng lục. Phan cho ra. Quang Thảo. Chris, nhanh lên Chris. Được thôi, mau đỡ nè. Chris, cậu làm cái gì vậy? Mau tấn công đi chú. Có cần ra ngoài cảnh vậy không? Như vậy là không được rồi. Hả? Mình đau đầu quá. Cái mông thì tê cứng rồi. Lần này là tới lượt tôi. John, cẩn thận đó. Được rồi, đây là nấm mồ của ngươi. Tại cậu đó. Hả? A Ken, tại sao không ra tay? Nếu không phải tại cậu chân chừ thì chúng ta đã thắng rồi. Chỉ là lúc đó tôi không làm được. Cậu còn non nớt quá Red à. Mọi người thôi đi, không phải lúc để mà cãi nhau đâu. A Ken, Ken không giống như những kẻ thù khác. Không, hắn ta là kẻ thù đang đe dọa chúng ta. Nhưng mà Ken không phải là nô lệ Dino. Cậu ấy là người mà, và là bậc thầy Dino. Chúng ta cần phải bảo vệ mọi người.
Sao cậu lại bảo vệ kẻ thù chứ? Cậu nghe đây, vì lòng thông cảm của cậu mà chúng ta, các bạn của cậu đang gặp nguy hiểm kìa. Tại cậu hết, cậu không bảo vệ được họ mà còn làm họ gặp nguy hiểm. Cậu không xứng đáng là bậc thầy đại nô. Again. Hả? Nhìn kìa, giáp đánh xe Trion đó. Vô ích thôi, càng cố gắng thoát ra thì sẽ càng mắc kẹt ở trong đó. Mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Bọn ta sẽ lấy lại viên đá rồng cho bằng được. Ken, rốt cuộc ngươi là ai hả? Ngươi làm tất cả chuyện này vì mục đích gì? Hả? Dẫn xe Trion dừng lại đây. Hết rồi. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Đừng nói là cậu ấy rơi xuống rồi chứ. Không thể nào. Rakina, thấy chưa, hậu quả của việc để Ken sống sót. Tại cậu hết. Chỉ là Ken cũng là người. Và Red, trước giờ tôi luôn tin cậu. Lần này thì không. Nếu có chuyện gì xảy ra với Rakina thì khi đó tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Again.